Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến. Những ngày này, các công nhân đang tất bật hoàn thiện trang trí đường hoa xuân Đà Nẵng để kịp phục vụ người dân và khách du xuân. Tại khu vực dọc đường Bạch Đằng, các phối cảnh của đường hoa xuân Nhâm Dần đang được đội ngũ công nhân tất bật khẩn trương hoàn thiện. Ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng Tết năm nay tại Đà Nẵng là khát vọng vươn cao. Phong chính của sàn cảnh quan là 5 vòng cung 7 sắc cầu vòng bao phủ lên chữ số 2022. Hoa được sử dụng trang trí là những loại hoa thích hợp với điều kiện khí hậu thành phố, đa dạng về chủng loại và phong phú về màu sắc. Trong không khí của những ngày xuân đang cận kề, một số bạn trẻ cũng tranh thủ check-in tại một số vị trí đường hoa đã hoàn thành. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến rất là phức tạp này, nhưng mà thành phố Đà Nẵng vẫn luôn tạo một môi trường đường hoa rất là đẹp. Bản thân tôi rất là thích thú. Trong năm mới thì mong muốn rằng là dịch bệnh nhanh chấm dứt để mọi người được cùng nhau đón một mùa xuân cũng như cái Tết thật là đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Như mọi năm, hình ảnh chủ đạo của các tiểu cảnh đường hoa xuân sẽ là con giáp của năm âm lịch. Năm nay, mô hình con hổ được thiết kế bắt mắt, sinh động, mang lại cho thành phố sắc màu tươi mới. Biểu tượng linh vật hổ cũng gắn liền với rừng cây, được trang trí sống động, truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường lẫn bảo vệ các động vật hoang dã. Đường hoa của mình thì hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, nhưng mà quan sát thì em thấy đường hoa của mình năm nay rất là đẹp. Có những tiểu cảnh về con giáp của năm nay, con hổ này, và cũng có rất là nhiều mới lạ so với những năm khác. Tổng kinh phí thực hiện trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 là hơn 8,5 tỷ đồng. Trong đó, phần điện chiếu sáng là 705 triệu đồng. Thời gian hoàn thành thi công trước ngày 30 tháng 1, tức ngày 28 tháng Chạp, để đưa vào phục vụ người dân và du khách thưởng lãm du xuân.